Rồi dạ vâng, xin chào toàn thể anh em và các bác đang theo dõi kênh của Dũng Trương Audio. Ngày hôm nay thì bên em tiếp tục lên sóng về mấy con lọc nguồn đa tầng hàng bãi Đức Xị của hãng Epcop có tải là 150A. Hôm nay thì bên em về được tổng cộng là 3 con hàng đúc đặc anh em nhé, cực kỳ khủng luôn. Và bên em tiếp tục về thêm được 2 con lọc nguồn đa tầng hàng bãi Đức Xị của hãng Food có tải là 80A. Con này thì không còn xa lạ rồi, vì bên em cái đợt vừa rồi cũng về được 3-4 con rồi. Con này thì về lần đầu này anh em ơi. Lọc đúc đa tầng đúc đặc Epcop 150A, rất là khủng anh em nhé. Ngoài ra thì bên em thanh lý, đây bên em thanh lý cái con này là âm ly anh em ạ, âm ly có Bluetooth. Con này thì để cho anh em bắt Bluetooth và nó có âm ly luôn này, thì anh em chơi những con loa có công suất tầm khoảng 500W đổ lại nghe tiếng rất là hay anh em nhé. Âm ly này thì nó bắt Bluetooth luôn, thì anh em chỉ việc cần con này thôi và nó phát nhạc Bluetooth hoặc là cổng 3.5 gì đấy, nhưng mà thông thường anh em chơi Bluetooth ý, thì anh em chơi qua bắt với con này xong nó giải mã âm thanh, xong là nó có công suất luôn và anh em chỉ việc là cắm vào loa là nghe thôi. Bên em tiếp tục lên sóng cái dây loa lõi đồng Mỹ cứng Ben đen, cái loại mà lõi 1.5 ly, nhưng mà bên em sẽ thi công chập kiểu như này thì nó sẽ được là 3 ly lõi đồng cứng. Và có một cặp dây canon đực cái hai end Casa, cặp này đang có giá thành rất là tốt này, bên em có đúng một cặp thôi anh em ơi. Clip lần trước cách đây 2 tuần thì bên em đăng thì chưa bán được, thì hôm nay bên em sẽ đăng để cho anh em nào cần. Đấy nhá, clip này thì có con lọc đức, thì anh em nào có nhu cầu thì vẫn là cái số điện thoại em kia thì alo em, thì bên em sẽ ship hàng toàn quốc cho anh em và các bác. Đấy, em sẽ quay chi tiết nhé. Con Epcop này thì cái đợt tới này thì bên em sẽ về khá là nhiều những cái mẫu Epcop và Siemens. Thì nó về lúc nào thì không về, nó về đúng cái đợt cuối năm anh em ạ. Thì kể nó về cách đây tầm khoảng 2 tháng thì đẹp, thì mình bán rẻ rích thì nó thoải mái hơn. Cuối năm thì về hơi dồn dập, nhưng mà bên em vẫn lấy, bởi vì không bán thì cuối năm thì sẽ bán đến sáng năm, lo gì, hàng này hàng đẹp mà. Đây Epcop anh em nhìn này, anh em nhìn rõ thông số chưa? Đây Epcop, con này tải của nó là 150A, 150A rất là lớn anh em nhá. Anh em mà tổng tổng thì chả bao giờ phải nghĩ về cái độ tải của nó nữa. 150A thì phải tầm khoảng 30 mấy nghìn watt, 34-35 kg cơ, 35 kg thì xài bây giờ mới hết. Đây là mã vạch này, 150A. Con này nó đúc đặc một khối luôn anh em nhé, bên trong đúc đặc luôn, cho nên là cũng khá là nặng. Nó nặng tầm khoảng cũng phải tầm 8 cân, 7-8 cân, tầm đấy, 7-8 cân anh em nhé. Chưa cân cụ thể nhưng mà thấy thông số nó bảo 9 cân, nhưng mà mình cầm là chắc tầm khoảng hơn 8 cân thôi. Đây. 150A, ở đây thì có những cái khay bắt vít như thế này. Bắt vít, đằng sau bắt vít thì... đây này, tiếp địa này, cọc tiếp địa này. Con này rất là ngon này. Mấy nữa sẽ về thêm, em có về thêm con này nữa anh em nhé. Còn một đợt nữa về hình như 5-6 con cơ. Lần này thì tráng miệng 3 con thôi. Hàng rất là đẹp mà giá thành nó cũng hợp lý thôi. Tất nhiên thì không rẻ rồi, nhưng mà cũng không đắt. Nói chung là trong cái giá này thì em nghĩ là nhiều anh em chơi được. Bởi vì con này đúc đặc Epcop mà tải 150A. Mấy nữa bên em về còn con 320A nữa cơ. Đấy, cả Siemens nữa thì anh em lựa chọn nhé. Đây này, có một cái nữa là hàng về vuông vắn và đẹp anh em ạ. Đây này, cái này là vết bẩn thôi, chứ cái này thì lau đi là sạch thôi, cái này vết bẩn thôi, không phải cái gì đâu anh em ơi. Đấy, đẹp anh em nhá, hàng đẹp anh em ạ. Đấy, ok thôi, không mất thời giờ của anh em, báo giá luôn nhá. Con này thì bên em để cho anh em là 3.2 triệu bao ship. Đấy, 3.2 triệu một con lọc nguồn đầu bảng của Đức Epcop bao ship cho anh em. Anh em lưu ý là dòng Epcop và Siemens thì nó ít khi nó ghi mết lắm. Có dòng Siemens thì có một vài mẫu mà nó lắp trong cái Siemens nhé, Siemens và Epcop ấy, nó là một, nhưng mà thông thường là nó sẽ không ghi mết. Nó sản xuất tại Đức xịn đó, nhưng mà nó không ghi mết ở trên tem. Nhưng mà có một vài dòng như kiểu dòng Siemens, nhưng mà dòng nó ở lắp ở trong cái thông thường cái máy cộng hưởng từ. Mấy nữa bên em về mấy con ấy thì con đấy thì rất là ok. Hoặc mấy con lọc chốc Siemens, mấy nữa bên em về mấy con chốc Siemens. Bởi vì dạo gần đây khá nhiều anh em hỏi em con chốc Siemens, thực ra thì
Còn đấy thì chơi nó cũng không có chuyên sâu lắm, nhưng mà thôi thì anh em nào có nhu cầu thì em vẫn lấy về thì cũng sẽ có cái giá rất là ok cho anh em. Thì con này giá là 3 triệu 2 một con đấy anh em nhá, 3 triệu 2 một con. Thì bên em sẽ lấy về để cung cấp cho anh em hàng tuyển chọn luôn. 150A thì không phải lo về tải, và con này thì quan trọng một cái là hàng nó đẹp, về tổng thể nó đẹp anh em nhé. Tất nhiên không có chuyện mới cứng đâu, như anh em nhìn này, bên em về là nó vuông vắn, không móc méo, các chân bắt dây điện các thứ đều là ngon lành. Cọc tiếp địa phía dưới ở đây. Đấy. Cái này thì anh em nào mà mua thì nếu mà chuyển khoản trước thì tốt, thì bên em gửi thì nó dễ nhận hàng hơn, không phải là ham hố điều, nhưng mà những con mà to như này chuyển khoản trước thì là bên em nó yên tâm hơn. Rồi nhiều khi là đóng những cái mẫu này thì là nó nặng, nhiều khi là đến chỗ anh em, nhiều khi có những bác thì hơi quái bom một tí thì là sợ nếu có gì đấy bom thì bên em lại tiền cước quá tội anh em ạ. Hôm nay là về thêm được hai con 80A Đức của Phút này. Những con Phút này thì con nào nó cũng ghi mét rồi, được con bé này, con to mấy nữa, còn về mấy con Phút 30A 20A nữa cơ, con Phút của Đức này. Con Phút này thì anh em quay thông số này, Phút MV này. Con này là 80A, tần số từ 0 sang Z. Con này Phút này thì lúc nào nó sẽ ghi mít in Germany. Phút MV.de. Con này thì 80A thì nó tương đương với tầm khoảng là như nào? 80A nó phải rơi tầm khoảng là 7 10 18 đến 19 kg đấy, 18 đến 19 kg watt. Con này thì nó là trong cái con Phút này nó có cái mẫu, mấy cái mẫu mà nó bình bình thì nó rẻ thôi. Mấy cái mẫu mà thiết kế nhỏ nhỏ này. Còn đây là những cái Phút mà tần số 0-60Hz, cho nên đây là phân khúc cao cấp của hãng Phút ấy. Các bác lưu ý là tại sao có những con đầu bảng nhưng mà có những con mà nó chỉ kém chất lượng, không phải kém mà có nghĩa thương hiệu nó kém hơn một chút, nhưng mà cái mẫu giá thành của nó vẫn cao, bởi vì cái phân khúc nó sản xuất nó vẫn là có cái con cao, giống như Samsung ấy, Samsung với iPhone nó cũng vậy thôi, Samsung hoặc với Xiaomi. Tất nhiên Xiaomi thì về mặt bằng chung thì nó sẽ kém hơn Samsung đúng không, nhưng mà nó vẫn có cái phân khúc điện thoại cao cấp 20 mấy triệu, nó vẫn có đấy, kiểu kiểu anh em cứ kiểu kiểu như vậy đấy. Ví dụ đây là con Samsung, đây con iPhone này, đây con Samsung này, đây phân khúc cao cấp của nó. Còn F-Cop này thì là 150A đúc đặc này thì nó cũng là trong phân khúc gọi là khá thôi, còn phân khúc mà cao cấp của F-Cop nó khác cơ, nó to lắm. Ngày trước cũng có về một con 150A và con mấy nữa sẽ về một con 80A. Tuy là tải có 80A thôi nhưng mà nó nặng, nó to, nó nặng tầm khoảng hơn 20 cân cơ, to hơn con này, mấy nữa bên em sẽ về. Thì con đấy giá phải tầm khoảng hơn 5 triệu cơ. Nó tùy, chung là nó cũng vô cùng, nhưng mà có một điều chắc chắn là giá thành thì những con này bên em bán thì nó rẻ hơn rất là nhiều so với hàng mua mới, và tất nhiên thì rẻ hơn rất là nhiều so với eBay rồi. Con 80A Foot này thì đây anh em sẽ quay lại, có hai con này thì giá vẫn là 2 triệu 7 một con anh em nhé, không bao ship đâu, con này không bao ship, 2 triệu 7 một con 80A này anh em. Anh em xem rõ thông số nhé, em quay rất là kỹ này. 80A in Germany, không sống là Z. Cái này là cả EMV filter và EMV filter đấy, anh em nhé, hàng là tuyển chọn rất là đẹp đấy. Mấy hàng Đức này thì bên em mấy nữa sẽ về mấy con Siemens, có con Siemens 16 kg, 3 mét to, nó dài, nó dài phải đến 50 mấy cm, dài lắm đấy. Thì em sẽ quay trong clip sau. Đây, thanh lý con này. Con này thì ngày trước là có giá hơn 2 triệu đây. Con này là bên em lấy về là để bán cho anh em, nhưng mà nghe tiếng rất là tốt, nhưng mà có vẻ chừng thì anh em cũng không để ý mấy cái này mấy. Cũng đúng thôi, vì thông thường thì những anh em chơi mua đồ của em thì em thấy là bộ dàn cũng hòm hòm rồi, cần con này làm cái gì nữa. Nhưng mà thôi thì đây cũng cái là cần để cho anh em nhà có âm ly hoặc cái thiết bị gì đấy anh em chơi. Ngày trước bán 2 triệu đấy, 2 triệu mốt một con. Nhưng mà bây giờ thanh lý cho anh em là 1 triệu rưỡi anh em nhé. Thực ra thì em lấy về thì em mới cắm, em mới nghe một hai lần thôi, xong mà để đấy thôi. Thực chất là để lấy về để bán cho anh em thôi, nhưng mà có vẻ là không hợp cho nên thôi thanh lý. Có khi mình chỉ hợp có bán đắt giải mã thôi. Nhưng mà khổ nỗi đắt giải mã bây giờ thì nó đang tăng giá cho nên cũng chưa có lấy được. Đây, RL này.
Cái này có cái dây nguồn của nó kèm theo rồi, em chưa có quay thôi. Có dây nguồn cấp điện DC này, DC 12 đến 24V nó có mà. Mã của nó là W310P. Bên trong là các mạch công suất rồi là các chip giải mã, nó có hết ở đây này. Rất là dày. Hàng đẹp anh em nhé. Về chỉ bắt được Bluetooth xong cắm vào loa là nghe thôi. Đây cọc cọc loa này, cắm vào loa là nghe thôi. Thanh lý cho anh em 1,5 triệu thôi. Dưới cả cái giá gốc rồi anh em ạ. Bởi vì thực ra thì bên em lấy con này thì như các bạn biết về bán thăm dò nhưng mà không có bán được. Nói thẳng vậy cho nó nhanh. Đấy, thì cắm 1-2 lần nghe và thử. Ngày trước cũng có cắm cái con này và con loa này rồi đấy, nhưng mà đếch bán được. Đấy, chắc không hợp. Có thể là nhiều khi mình không hợp với em lấy hôm âm ly em bán không hợp đâu. Ngày trước bán lấy mấy cái mẫu âm ly đen nhất là CD. Ngày trước bán CD cách đây tầm 3 năm, 3 4 năm bán cái CD Lukman ấy, nhưng mà rõ ràng hàng ngon đẹp. Bán mẹ giá rẻ hơn, giá tốt hơn người ta rất là nhiều. Đóng hàng rất là cẩn thận. Thì quái nào vào mẹ cứ ở nhà test ngon lành xong là vào đưa ship cho người ta đến thì lại toàn bị kẹt đĩa. Đấy, thế là mấy lần thì chán. Chặt đĩa tất nhiên thì khách có thể là ai người ta biết, người ta sẽ mang ra thợ người ta nhờ người ta mở tạm cái con ốc vít, người ta gảy lại cái bánh răng. Mấy con CD nó hay bị kẹt kẹt cái bánh răng ấy trong quá trình vận chuyển ấy, không tránh được. Nhưng mà khách người ta đến người ta lấy, người ta không nghe được, người ta giả lại thôi. Mấy lần như vậy là thôi, là lỗ chỏng vó hay thôi, thế chừa. Thế là không hợp, bán CD với âm ly không hợp. Đắt giải mã thì em còn bán được, nhưng mà đắt giải mã cái đợt vừa rồi thì hơi cao. Mình chỉ có chắc là hợp với karaoke thôi. Karaoke lắp thi công công trình karaoke mới bán với cái lọc nguồn với dây dợ với vẩn này thôi. Đây là cái cặp Canon được cái Kasai. Em có đăng một lần là bán giá 4 triệu một cặp cho anh em ấy. Hôm nay thì bên em đăng lại cho nó bán nốt thôi. Muon này. Đầu rắc rắc chính hãng Muon. Đây là lõi, lõi này thì em quay lõi cho anh em xem rồi. Đây này. Đây là Katsa này, Telephone Isolation 7N Single Crystal. Lõi bạc em nhé. Đây. Single Crystal này. Đây bên trong này, ngày trước em tóc tước lõi cho anh em xem rồi. Lõi bên trong là lõi vỏ, có vỏ theo phôi chống cháy này. Hai lớp chống nhiễu này. Rồi bên trong là có cái dây... dây lõi của nó, lõi bạc lá, sợi đơn như kiểu là bạc lá, như kiểu cái sợi miến ấy, như kiểu cái sợi bánh đa ấy, sợi muốn bánh đa phở hay ăn đấy, cái lõi nó cũng dẹt dẹt kiểu như vậy đấy. Thì đây là đặc trưng của bọn Casa. Ngày trước thì em vẫn còn cặp AV thì dài 1 mét một vế thì là 4,7 triệu một cặp. Thì cái cặp này là cái cặp nhỡ, bởi vì ngày trước có một bác yêu cầu là thi công là một đầu là AV, một đầu 6 ly ra Canon đực đấy, vì người ta lấy cả mấy cặp AV xong là bảo thi công hộ anh một cặp 6 ly ra Canon đực, thế là hấp dẫn quá, thế là mình nhấc bố cái đầu rắc AV ra xong là mình thi công rắc 6 ly mới rắc Canon đực vào để bán người ta. Nhưng mà về thì lại có một sự thay đổi, nghĩa là người ta cần 6 ly là 6 ly stereo cơ, thế lại gửi lại cái cặp này, thế là để về gấp sợ là bác ấy cần, thế là bên em lại gửi làm tiếp cặp khác mình gửi, thế là cặp này còn dư, thế là về cái đợt vừa rồi nhấc cái rắc 6 ly mono ra để thi công vào dây cho bác khác rồi, thì còn đây là thi công nốt rắc cái vào hoàn thiện. Thì để nhanh cho anh em, cái giá này là 4 triệu một cặp anh em nhé. Hàng xịn, nghe tiếng sạch sẽ, tách bạch ba giải, cải thiện tốt cả ba giải, nói chung tiền nào của đấy thôi. Các mẫu Canon được cái khác thì trong cái giá tiền khác thì em có nhiều, ví dụ mà vài trăm nghìn rồi 1 triệu, 2 triệu rồi là mấy triệu đều có hết, thì tùy anh em thôi. Đây là cái dây đồng cứng Ben đen. Dây này thì là hai lõi, mỗi lõi 1,5 ly đồng cứng đấy, thì anh em biết rồi. Ở đây thì cái mẫu mà bên em làm xoắn như này, bên em cũng thi công cũng phải tầm trong mười mấy bác rồi đấy. Nhưng mà cái mẫu này là để lõi 2 nhân 1,5 ly, nhưng mà có anh em mà muốn lõi nó to là thành 3 ly thì chập vào. Đây là cái mẫu bên em làm mẫu thôi. Thì để cho anh em nào cần thì bên em xoắn vào như này là làm cho lõi nó to ra, lõi 2 nhân 1,5 ly. Đây, dây mỹ xịn Ben đen đồng cứng thế này, không còn nhiều đâu, chỗ này tầm khoảng còn 300 mét, chỗ này còn giỏi lắm tầm 50 mét nữa thôi là hết, rực rỡ rồi. Bán cũng không cũng... những cái loại đồng cứng như này nó kén khách, cũng không mong đợi là bán nhanh đâu, nhưng mà
lấy về mình bán đến như này là mình cũng đạt chỉ tiêu rồi, không có đòi hỏi gì. Vì đồng cứng thì nó sẽ kén khách hơn, vì phải cần người biết chơi. Những cái lõi đồng cứng này là nó nén rất là chặt, và lõi bên trong lõi OCC thì nó sẽ giảm cái độ đứt gãy bên trong lõi. Và những cái cấu trúc bây giờ người ta chơi cũng thiên về cái lõi cứng là nhiều, lõi sợi đơn là nhiều, kể cả những mẫu dây loa hai én vậy thôi, anh em có thể tham khảo. Ở đây có một cặp này em thi công bằng cái sắt càng cua, thì dây thì cứ 150.000 một mét đơn. Bên trong nếu mà anh em chơi thì lõi 1,5 ly thực ra nó cũng thoải mái rồi, nhưng mà đây là bên em thi công xoắn cho anh em chơi muốn lõi to thì phải cần 10 mét dây, thì cắt thành 4 sợi thì là mỗi sợi là 2,5 mét. Thì đây thi công thành một cặp như này, hoàn thiện như này thì có giá là 1.980.000. Tiền dây là 1.500.000 mà 150.000 một mét, 10 mét là 1.500.000, cộng với càng cua này thì là 8648, 1.980.000. Có thể thay càng cua bằng những cái giác khác đều được anh em nhé. Khi bán cái dây loa đồng cứng này cũng khá là nhiều anh em cũng khen lắm, nhưng mà cũng có một vài bác thì không phải khen mà là khi mua về trong là những bác hàng xóm sang nghe bảo mày mua cái gì, mua như cái dây điện nhỉ. Nhưng mà thôi thì người ta không có biết thì mình không có nói, thì cũng bảo là thôi anh cứ giải thích cho người ta. Thực ra thì đây Benden NBS này nó chỉ là một mẫu gọi là giá rẻ hơn rất là nhiều so với cái mẫu NBS. Mẫu NBS nó cũng đúng như này luôn, 1,5 ly, 1.3 triệu, 1.4 triệu mét. Nếu mà để bác ấy, nếu mà để người không biết mua có khi người ta dãy đẩy ra. Không biết. Những cái đồ chơi thì mình biết thì mình chơi, chứ thực ra thì những cái món này mang ra, kể cả lọc nguồn này, gặp người không biết thì mang ra cửa hàng đồng nát thì nó cũng chỉ cân ký thôi, có cái vẹo thôi. Để gặp người biết cơ. Này. Nhưng mà thôi thì được cái lọc nguồn thì cái giá thành nó cũng rất là tốt. Con này nó bán mới, em nhớ không nhầm, em có check con này nó bán mới phải tầm khoảng 1.500.000 đô đấy, 35 triệu đấy, còn 152 ngàn này. Mà có những con CMN thì mấy nữa bên em về con CMN mà 128A. Các bác biết nó bán mới bao nhiêu không? Gần 100 triệu. Con CMN 128A to, nặng 20 mấy cân, 25 cân. Đấy, quá khủng lắm. Thì bên em về thì tất nhiên thì giá thì sẽ có là tiền chục ấy, hơn chục ấy, nhưng mà nói qua nói lại thì nó vẫn sẽ là rẻ hơn rất là nhiều. Anh em mua mới là gần 100 triệu một con, kinh khủng khiếp. Đấy. Lọc khủng lắm, bác nào có tiền chơi con đấy thì đúng là vô địch luôn. Nhưng mà phải có điều kiện đã, bởi vì chơi những con lọc đấy thì giá thành nó không hề rẻ, và phải biết chơi nữa cơ. Nếu không thì mình cứ loanh quanh mấy con như này cũng là ok lắm rồi này. Thế nha anh em nhé, vẫn là cái số điện thoại em đây, ai có nhu cầu thì alo nhé. Xin chào tất cả mọi người.